đi thăm vườn lan. Đi thăm vườn lan Mucara của chị Sang ở Tây Ninh nha cả nhà. Cái bông Ủa chị nói màu mấy cái bông màu vàng mà chấm chấm này là tên là gì chị? Vàng chao. Vàng chao hả chị? Ừ. Ngộ ta. Là chao xinh xét. Wow. Lạ chứ. Sunset. Tiếng Anh là mặt trời nha. Wow, cái bông này quá chuẩn luôn. Bên kia là thành phố buồn. Thành phố buồn. Cái màu này gọi là vàng đồng. Mucara vàng đồng. Tự điếm luôn ha. Hồi đầu tự điếm, giờ làm riết quen nghỉ điếm luôn. Đem xuống dưới cho người ta chọn, người ta lựa sai ra rồi ta điếm. Chứ ai đâu ăn vàng chị. Làm riết quen. Không, cái mà em làm ăn lớn, người ta đâu ăn vàng. Cái bông này đẹp hết trời. Giống như hệt bông giả ha. Bông giả. Y như là cái cánh đi mò ha. Y như bông mũ à. Cái thằng giả nó làm giống mình chứ không thiệt. Hả? Yeah. Cái này là lavanda nè. Yeah. Lavanda. Đó, cái cánh bông đó. Wow. Y như bông giả nữa.